Xin chào anh em, chào mừng mọi người đã đến kênh của mình. Adam đây. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với anh em để đưa cho mọi người cách có thể chơi được con tài xỉu nổ hũ này nhá. Ok. Hôm nay thì tiếp tục công thức bắt cầu bằng cái gọi là cái công thức cầu đen trắng hay còn gọi là cầu bạc. Rất nhiều anh em có bảo là mình công thức này đi cho nó đơn giản. Đấy, ok. Thì thực ra ấy, cũng có nhiều ý kiến trái chiều anh em ạ. Nhiều anh em thì bảo là dùng mấy công thức cầu đen trắng hay còn gọi là cầu bạc đúng không? Đánh bằng những con đen và những con trắng này cho đơn giản. Nhưng mà nhiều anh em lại bảo là hướng dẫn cho em cái công thức nào mà nó hiệu quả nhất. Đấy, tuy là nó hơi khó trụng được. Thì gọi là lắng người thì nhiều ý đúng không anh em? Nên là mình cũng đánh theo cái kiểu là cố gắng là chiều theo đa số anh em thôi. Đấy, thì anh em có muốn là mình hướng dẫn anh công thức nào thì có thể comment phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng là chiều theo ý được nhiều người nhất có thể. Đấy, tức là cái số lượng anh em ví dụ là có 10 người đi thì 8 người bảo mình dùng công thức này thì tất nhiên là mình sẽ ưu tiên dùng công thức này rồi. Còn công thức kia là có 2 người mình bảo mình dùng công thức kia đúng không? Không phải là mình không dùng công thức đấy nhá. Là mình sẽ dùng nhưng mà mình sẽ để dùng ở sau nha anh em. Chứ mình không phải là vào và lại ưu tiên dùng cái công thức mà 2 người bảo đấy trước. Tại vì cái số lượng nó ít hơn mà đúng không? Mình sẽ ưu tiên gọi là nhiều anh em mà cần hơn thì mình sẽ ưu tiên làm trước. Còn anh em mà ít người cần hơn thì mình sẽ làm sau chứ không phải không làm nha anh em. Ok. Đấy thì như kiểu mấy ngày hôm nọ mình cũng đã hướng dẫn anh em công thức bắt cầu bằng xí ngầu 1 rồi. Con xí ngầu 1 ở trong lịch sử phía này nó cực kỳ hiệu quả đúng không? Đấy thì nay mình đánh bên cái con gọi là đánh bằng cái công thức cầu bằng hay cầu đen trắng thôi, không cần phải bật lịch sử phiên các thứ gì đến nhá. Anh em sẽ nhìn dưới này, nhìn thấy cái giải đen giải trắng dưới này chưa? Đen là tài, trắng là xỉu. Thì mình sẽ dựa trên những con đen, những con trắng này mình sẽ bắt cầu. Ok chưa? Đấy. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào và hướng dẫn anh em cách bắt cầu đi cho nó nét. Bắt đầu từ con này thì mình sẽ đánh một con tài, một con xỉu ra. Cái con này thì mình chưa rõ nhá. Chắc là phải cái con sau, con sau nữa thì mình mới có thể đoán được là liệu nó ra là con tài hay một con xỉu anh em ạ. Đấy. Tại vì sao lại thế? Tại vì con này nó đang ra thế này thì mình đang có hai trường hợp là có thể nó ra cầu 13. À sorry, cầu 12, 1212. Đấy hoặc là cầu 123. 1212 thì con này là một con xỉu đúng không? Chuẩn không anh em? Còn cầu 123 thì con này là một con tài. Đây con này chắc là mình sẽ đánh sò thôi, ăn được thì ngon. Còn nếu mà không ăn được thì thôi. Đấy, quan trọng là con này mình đánh ấy là mình đánh sò để xem liệu là nó đang có xu hướng ra cầu gì. Ai chả 52 lại ra 4 chứ. À chưa kìa, à luôn đây anh em ạ. 52 ra 3, 2, 1 thì mình ăn đúng không? Còn ra 4, 5, 6 là một cút. Thì nó ra luôn 4 anh em ạ. Ok, nhưng mà không sao. Thế sao lại bảo không sao như vậy? Tại vì ở đây, đây nó đang có tỷ lệ ra cầu 1, 2, 3 là cao nhất rồi chưa? Nhiều anh em nghĩ đây là cầu 22 nhưng không phải nhá. Với cầu 22 thì cái con tài này nó không lẻ đấy đâu. Nó sẽ không lẻ ra một con tài đâu anh em ạ. Đấy. Thì ở đây nó đang lẻ ra một con tài, được chưa? Nên là cái con này thì mình sẽ đánh là một con tài tiếp. Đấy, cái con tiếp theo mình sẽ đánh một con tài tiếp nhá. Tại vì nó là cầu 23 rồi nha. Ok. Cái cầu 22 thì cái con này này, nếu mà cái chỗ này nó không phải là một con tài ấy mà là hai con tài chẳng hạn. Đấy, hoặc là ba con tài chẳng hạn đúng không? Thì ok, cái chỗ này thì có lẽ là cầu 22 thật. Nhưng mà cái chỗ này mà ra là một con tài xong hai con xỉu lại hai con tài thế này thì tỷ lệ lớn nhất là đang ra cầu 123, được chưa? Ơ chết rồi, 28M, thôi kệ đi, đánh rồi. Mình sợ là bấm gửi đi xong bấm 18M có vẻ là không kịp anh em ạ. Đấy, thì đánh 28M nhá. Năm nào con này tỷ lệ ăn nó cũng rất là cao mà. 90% tỷ lệ ăn, tức là anh em đánh 10 tay cùng ui, gần nổ hũ. Con này mà nổ được phát thì đúng là bú đấy anh em ạ. Tại vì mình đang đánh lớn, nổ được phát là hũ 2 tỏi đúng không? Bình thường mình cũng không khoái cái hũ 2 tỏi này cho lắm. Tại vì đối với mình nhá, cái hũ tổng khoảng 3-4 tỏi trở xuống nó chỉ là một cái hũ, nó cũng không phải là to. Đấy, bé đằng khác đúng không? Nhưng mà nếu mà cái tay này mình đánh 28M thì nó lại làm câu chuyện khác nhá. Cái hũ 2 tỏi này nó x2 lên thì mình phải được ăn thêm là tổng khoảng 25M đó anh em ạ. Cực kỳ ngon. Nhưng mà đấy, nó không ăn được đúng không? Đấy, nó lại ra là một con 5. Đấy, trước quả đấy nó ra khoảng 6 thì chắc chắn rồi. Tại vì là số người chơi nó đang ra là 865 người chơi anh em ạ. Cho những em nào chưa biết nhá thì nổ hũ nó có gọi là hai cái trường hợp sau đây nó sẽ nổ hũ. À sorry, có phải có hai cái điều kiện sau đây thì nó mới nổ hũ. Một là nó sẽ ra 818 và ra xỉu 3 đúng không? Thì chắc là cái điều kiện này nhiều anh em cũng biết rồi. Đấy. Cái điều kiện là nó ra tài 18 hoặc nó ra xỉu 3 thì chắc là nhiều anh em cũng biết. Nhưng mà có một cái điều kiện tiếp theo là mình thấy là kể anh em chơi lâu rồi có khi anh em cũng không biết nhá. Là cái số lượng người chơi anh em phải chia cho 5. Ví dụ cái con này mà ra xỉu 3 này là mình ăn, tại vì 635 người chơi đúng không? Là nó chia cho 3 anh em ạ. Nên là cái con này mà nó ra là con xỉu 3 chẳng hạn thì chắc chắn mình sẽ nổ hũ. Đấy, chứ không phải là hũ nó to hay hũ nó nhỏ là nó nổ nhá. Kể cả hũ có 50 tỏi
nhưng mà cái số lượng người chơi mà không chia cho năm ấy thì nó không đủ đâu. Nhưng mà cái hũ nó có 100M chẳng hạn, nhưng mà nó đủ hai điều kiện kia, hai điều kiện mình vừa nói với anh em đấy, thì nó vẫn nổ bình thường, ok chưa? Đấy, nên là mình mới bảo là cái hũ ấy thì anh em đánh theo kiểu là gọi là theo cái tâm lý ăn được thì ăn, đấy, có được cái hũ thì tốt, mà không có thì thôi. Tại vì nói thật với anh em luôn là cái hũ nó rất là khó bắt anh em ạ. Đấy, bắt dễ thì mình thành đại gia lâu rồi đúng không? Ok, rồi. Nhưng mà cái quan trọng là hũ thì bắt khó, nhưng mà cái cầu kèo thì nó cũng không phải là quá khó. Anh em cứ bắt theo mình, anh em cứ nghe theo mình hướng dẫn, được chưa? Thế từ nay đến giờ mình đánh từ 50M đến 75M rồi. Tuy là con đồ gãy, nhưng mà những con tiếp theo thì mình bù vào thôi. Nhờ có cái con 9% tỷ lệ ăn kia, một phát ăn hơn nửa vốn đúng không? Đấy, nhưng mà tại sao mình lại nhìn ra được là nó 90% tỷ lệ ăn? Và tại sao mình lại nhìn ra được cái con đấy nên đánh to? Đấy, thì đấy, mình đã hướng dẫn cho anh em rồi. Em cứ thế mà đánh theo thôi, ok? Ngon, quá ngon luôn anh em ạ. Con này lại ra là một con xỉu. Đấy, cái con tiếp theo thì mình không biết nhá. Từ nãy giờ là mình cũng chỉ đánh và đánh giò thôi. Ăn được thì ngon, đấy, không ăn được thì thôi anh em ạ. Tại vì từ nãy giờ là mình cũng không có tỷ lệ ăn cao đâu. Đấy, tỷ lệ ăn đâu đấy tầm khoảng 50-50, tức là 50% ra tài, 50% ra xỉu thôi. Đây là những cái con này thì mình đánh nhỏ nhá. Cái con này thì chắc là 1M037k. Ăn được thì chắc là lên tròn 80M đấy, tròn không nhỉ? 37k. Có hình như là chưa lên được 80M. Lên tròn không nhỉ? Hình như là thiếu tí, tại vì nhà cái chiết khấu 5% à, 5% thì mình sẽ bị mất 50k. Ồ, thế này là chưa lên được 80M rồi. Nhưng mà thôi kệ đi, ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi. Gần lên cũng được, thiếu mấy trăm k cũng được. À đâu, chắc nếu mà thiếu thì chắc chỉ thiếu mấy nghìn thôi anh em ạ. Đấy, nó cũng không sao đâu anh em. Ok, đánh luôn 1M037.000 đây. Đấy, cũng không muốn đánh to hơn nữa đâu. Tại vì những con này thì lại ăn nó cũng không phải là quá cao đâu, mà đánh to nó quá là liều thôi anh em. Ui, đấy thấy chưa, mình bảo mà tỷ lệ ăn nó không phải quá cao đâu. Nhưng con như này thì mình đánh chỉ chiêu giò giò thôi anh em ạ. Đấy, con này nó không theo ý mình nữa rồi, tức là đen rồi đúng không? Thì thôi, nghỉ thôi, ở đây thôi là được rồi. Tại vì những con tiếp theo thì ít nhất cũng phải chờ đến tầm 2-3 con nữa hoặc là 4 con nữa thì mình mới có tỷ lệ ăn là 80-90% được. Nên là dừng ở đây là có hợp lý anh em ạ. Ok, thế thôi nhá, nay chút lại anh em cho anh em xem là 28M quá là ngon rồi, còn 30M rồi. Ok, thế thôi, anh em có câu hỏi gì thì ai comment phía dưới cho mình biết. Mình sẽ lên video hướng dẫn chi tiết cho anh em. Bye bye, gặp lại mọi người ở clip lần sau.